Thưa quý vị, hành động bất chấp nguy hiểm của chàng thanh niên làm nghề chở hàng ở Đồng Anh, Hà Nội để cứu một bé gái rơi từ trên tầng cao xuống đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh sự khâm phục dành cho hành vi dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thì tình trạng sức khỏe của bé gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng nhận được sự quan tâm lo lắng từ tất cả mọi người. Vậy sức khỏe của bé gái giờ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Thông tin ban đầu về tình trạng bệnh nhi này, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, quấy khóc, bệnh nhi không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định, kết quả siêu âm chụp X quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Kết quả chụp X quang cho thấy bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải. Các bác sĩ khoa chỉnh hình nhi đã nắng chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời cho bé. Hô hấp tuần hoàn của em bé thì tương đối ổn. À, em bé tự thở được. À, về à, tổn thương phổi thì có một chút đụng dập như mô phổi phải và có một ít tràn dịch màng phổi phải 5 mm. Đó, cái thứ hai nữa là về huyết động của em bé thì tương đối ổn định, không có biểu hiện à, của liệt à, thần kinh khu trú và cũng khá là tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Trước đó, bệnh nhi được đưa vào bệnh viện lúc 17 giờ ngày 28 tháng 2 tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay khi tiếp nhận trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ngoại, chỉnh hình, đã cho chỉ định cho bệnh nhi dùng thuốc giảm đau. Sau khi có kết quả chụp MSCT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên khoa để có phương án điều trị phù hợp cho bệnh nhi.